cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như. Sống cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng. Anh tôi có một cái thông báo tại bữa nay thấy cũng ở nhiều nơi về quy y, thì chúng tôi nghĩ là cái thông báo này có lợi cho quý vị. Thứ nhất là quý vị cũng biết tôi là cái người từ lâu truyền bá cái cách ăn uống sạch để trị bệnh. Và từ cái lúc mà chúng tôi truyền bá phương pháp đó thì chúng tôi luôn ôm ấp cái hoài bão làm sao để có cái chính là gạo sạch, cái đó là rau củ sạch, để mọi người đều được ăn uống cho nó có sức khỏe. Ngoài cái việc trị bệnh ra, nếu chúng ta không phải là người bệnh thì chúng ta vẫn ăn được thực phẩm sạch để có sức khỏe. Thì cái ấp ủ đó cũng nhiều năm rồi, chúng tôi cũng tiếp cận nhiều cái nguồn phân, từ phân vi sinh cho tới phân sinh học, các loại phân chuồng. Thì gần như kể từ năm 1987 chúng tôi cũng có nhiều lần ra Hà Nội cũng làm nhưng mà không thành công. Cho tới thời gian gần đây á, thì chúng tôi tiếp xúc được một cái nguồn phân sinh học. Phân sinh học này được chế biến từ Hoa Kỳ và đã thử nghiệm thành công một số mảnh vườn
những miếng ruộng và những miếng rẫy đã trồng rau sạch, thì rồi mới có thu hoạch. Chúng tôi mới vừa thu hoạch 1 hectare cái gạo nàng hoa ở Gò Công. Trong miếng đất khoảng 10 hectare, thì khi cái số mà những người làm với chúng tôi họ đi xuống dưới, họ nói là chỉ cần lấy ở trung tâm miếng đất đó đúng 1 hectare thôi, và trồng theo phân sinh học này trên miếng đất đầy ô nhiễm. Thì chung quanh cái mùa này mới vừa thu hoạch hôm thứ hai rồi á, là được 3 tấn 1 hectare, nhưng mà miếng đất này được 4 tấn 7. Thì như vậy là trong cái mùa mà nó cháy lá nó hư chung quanh hết, mà cái đất trồng phân sinh học là không sâu rầy, ngay từ đầu là không bón phân hóa học, không xịt thuốc trừ sâu, và chỉ xịt cái phân sinh học thôi, thì như vậy là kết quả nó đạt hơn những cái đất chung quanh. Nhưng mà kết quả đạt hơn ở đây thì chúng ta cũng không muốn bàn tới về cái quyền lợi ngay tại chỗ này, mà mình muốn nói là mình có được cái gạo sạch. Cái gạo đó thì trong những kỳ rồi đã đưa đi cái trung tâm SRS của Thụy Sĩ phân chất á, thì nó 13 cái loại độc tố mà thế giới quy định, thì tất cả đều đạt là 0,0001, có nghĩa là 1/100.000 nhiễm cũng không có khi sử dụng cái giống mà ô nhiễm, cái đất ô nhiễm, nhưng mà sử dụng tới phân này nó lại không nhiễm, tức là không nhiễm độc. Trong khi Việt Nam chúng ta quy định là 0,1 thôi, 0,1 là được rồi. Nhưng mà các nước ở phương Tây thì họ 0,01, tức là 1%, hoặc là 0,001 là 1/1000, là ưu tiên được nhập tất cả các nước ở phương Tây. Nhưng ở đây nó 0,0001, tức là 1/10.000, 1/100.000 nhiễm cũng không có. Thì khi là nó trồng cái này thì các người làm họ cả đây đi thử nghiệm như vậy, thì vì là cái kết quả sử dụng cái phân này nó đã sạch trên lúa, trên rau màu, các loại cây trồng. Nhưng đó là cái chuyện sạch ở mà theo cái cảm quan nhận xét, theo cái kiểu của các nhà phân tích. Cái thứ hai là trong cái phân sinh học này nó có 2 cái loại mà rất là đặc biệt mà chúng ta phải biết cái thông tin này, là cái nấm Mycorrhiza. Nấm này được mệnh danh là cặp đũa thần của thế giới để cải tạo nền nông nghiệp của toàn cầu á. Thì hơn cả 100 cái nhà bác học đã nghiên cứu và đã nhốt được cái khuẩn đó trong nước. Và cái khuẩn này là cái khuẩn cộng sinh. Khi mà bón cái phân này xuống gốc tất cả các loại cây trồng á, thì cái rễ nó tăng trưởng khoảng 40%. Ví dụ như cái rễ cây mình là 1 mét thì nó sẽ tăng tới 1,5 mét, đâm sâu hơn xuống đất để nó chống hạn hán. Thì từ đó cái cây mình, ví dụ như bình thường mình tưới 10 lít thì bây giờ mình chỉ cần tưới 6 lít hoặc 5 lít là đã đủ nước. Việc đó chưa thôi, cái rễ cây nó gần như giống như được có một cái màng bao để chống các khuẩn xâm hại từ đất đi ngược vào cây. Có nghĩa là khi bón phân này rồi thì cái cây nó được một cái sự bảo vệ của cái bộ rễ, chống ngập úng, chống hạn hán và thậm chí là chống cái nhiễm mặn nữa. Thì vậy là nó được sự bảo bọc của cái phần rễ rất là chắc. Ở trên này mình sử dụng một cái loại phân để tưới lá. Và chúng ta thấy nó phân tưới lá nó cũng là NPK như là NPK của phân hóa học. Nhưng một hũ phân này nó sẽ là bằng 10 cái bao NPK mà chúng ta đang sử dụng hiện tại ở thị trường. Nhưng có điều là cái này là NPK của sinh học, có nghĩa là đạm, lân và kali của sinh học, nó không phải là hóa học. Nhưng bây giờ các nhà nghiên cứu họ đã thấy rằng khi mà bón trực tiếp lên lá thì cây hấp thu 99%, còn 1% là nó rớt dưới đất. Và nếu như nó rớt xuống đất thì nó cũng sẽ tiếp tục thành phân để cho cây hấp thu nữa. Như vậy là phân bón lá nó hấp thu gần như 100%. Còn cái phân rải á, chúng ta thấy là nó chưa kịp tan thì do ánh nắng mặt trời nó cũng bị phân hủy. Và nếu có nước mưa nó trôi đi luôn. Và nó tan ra đất á, thì cái rễ cây chúng ta không bám sạch đất được, có những cái lỗ hổng. Cho nên đó là khi mà bón phân dưới gốc á, thì cây hấp thu nhiều nhất là 30%. Cho nên chúng ta phí 70% lâu nay. Thì vậy là 2 cái lợi và cái hại cho sự hấp thu để chúng ta đỡ cái tốn cái tiền phân đó rồi á. Cái thứ ba là trong cái phân này nó có sắt, nó có kẽm, có magie, có mangan.
Tại sao phải có những cái này? Thì các nhà khoa học họ đã nghiên cứu, họ thấy cái tất cả các loại thực vật đều có đầy đủ những cái này. Và nếu cái này đã đầy đủ rồi thì kháng thể của cây nó gần như được hoàn thiện, cho nên là không có sâu rầy nào có thể xâm nhập cái cây mình nữa. Vì vậy sử dụng phân này là không cần đụng tới phân hóa học và thuốc trừ sâu. Sử dụng cái này là sâu rầy nó gần như không có bám trên cây để nó làm hại. Cho nên cái kỳ rồi mình trồng ở giữa cánh đồng mà sâu rầy, nhưng mà lúa mình không bị sâu rầy, không xịt một giọt phân hóa học thuốc trừ sâu nào, lúa mình không bị sâu rầy. Và chúng tôi cũng đã mua lúa đó. Khi mà một cây nó đã đầy đủ những cái khoáng chất rồi á, thì cái trái của nó, ví dụ như cây lúa đã đầy đủ cái khoáng chất này rồi, thì cái hạt của nó có đầy đủ đồng, kẽm, nó có đầy đủ sinh tố, khoáng tố so với cái gạo mà đã bón phân hóa học thuốc trừ sâu. Thì người ta dùng gọi là cái gạo rỗng. Có nghĩa là ví dụ như một ký gạo nó có khoảng 500 kg calorie đi, thì cái gạo được bón phân sinh học này có khả năng đạt tới cả 1000 hoặc 1500, là tại vì nó đầy đủ các khoáng chất khi bón. Ví dụ như một ký cà rốt nó cũng khoảng 200 kg calorie là nhiều, nhưng bón phân sinh học này nó có khoảng tới 500 hoặc 750 kg calorie vì nó đầy đủ khoáng chất. Có nghĩa là cái vật nuôi nào, cây trồng nào mà được bón cái phân này thì cái dinh dưỡng của cái loại đó nó sẽ cao hơn so với bình thường. Vì vậy thay vì mình ăn cái cơm của phân hóa học là 5 chén, thì bây giờ mình ăn cơm phân sinh học 1 chén là đủ dinh dưỡng. Đó là một cái lợi thế thứ hai để chúng ta thấy là cái phân sinh học nó như vậy. Và một cái điều sâu xa hơn nữa là gì? Nếu vẫn còn tiếp tục sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu thì chúng ta biết là cái độc của những cái loại chất độc như là dioxin, những cái loại độc còn ngang ngửa với dioxin nữa, trong 13 cái loại độc tố thế giới đưa ra mà Việt Nam mình bây giờ đã cho tới cái chỉ tiêu là 0,6 rồi, là rất rất là nguy hiểm. Cái chuyện nguy hiểm ngay hiện tại là chúng ta sẽ bị nhiễm độc và dần hồi chúng ta bị bệnh. Chưa thôi, những cái thế hệ trẻ con cháu của chúng ta nó cũng sẽ tiếp tục bị nhiễm độc bởi thức ăn này. Cho nên bây giờ dù rất là trẻ nhưng mà nó có nhiều chứng bệnh rất là lạ. Hồi xưa giới trẻ không có ung thư như bây giờ, không có bại thận, không có hư tim như bây giờ, nhưng bây giờ là đầy. Như vậy là khi mà sử dụng phân hóa học thì một là môi trường chúng ta hít thở cũng đã bị độc, không khí bị độc, nước bị nhiễm độc, đất bị nhiễm độc, thực phẩm bị nhiễm độc, là hết đường để chúng ta thoát rồi. Rồi khi sử dụng phân này thì chúng ta sẽ làm cho đất nó sẽ không còn bị nhiễm độc nữa. Tức là nấm mycorrhiza hồi nãy chúng ta chưa nói hết, thì sau khi nó xuống đất rồi nó sẽ tạo cái mùng, cái khoáng, nó sinh lại những cái khoáng chất cho đất. Giống như cái thuở ban đầu mà chưa có sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu thì đất nó sẽ sống trở lại. Cho nên mới mệnh danh là cặp đũa thần của thế giới về nền nông nghiệp. Vì vậy mà nếu ai mà hưởng ứng cái phong trào này á, thực sự hưởng ứng không phải là cho bản thân tôi nữa, mà hưởng ứng là cứu lấy cái sinh mạng của mình, dòng họ bà con, anh em, quyến thuộc của mình. Thứ nhất là chúng ta sẽ không bị ăn độc, uống độc tiếp tục nữa. Chúng ta sẽ dừng lại cái đó. Con cháu chúng ta sẽ không bị nhiễm độc bởi thực phẩm, không bị nhiễm độc bởi môi trường sinh thái, và chúng ta vẫn còn ở trên mảnh đất này. Mảnh đất này sẽ không tiếp tục độc nữa. Thì cái đó là cái mà tự cứu mình, cứu cái thế hệ tương lai. Thì chúng tôi sắp sửa sẽ áp dụng vào một cái chương trình mà ví dụ như thế này. Phân này tôi không bán ra thị trường, không làm đại lý bán, mà ví dụ như cái người nông dân này muốn làm và liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ tới tư vấn cái cách để sử dụng phân này cho cái mùa vụ này và cung cấp đầy đủ phân thuốc để làm cho hết mùa vụ. Và nếu như ở gia đình giữ lại bao nhiêu để ăn, còn bao nhiêu không ăn bán chúng tôi sẽ mua, tức là chúng tôi sẽ bao tiêu sản phẩm. Đó là một cái chương trình thứ nhất. Cái chương trình thứ hai, thực sự thì khi mà có những cái người có miếng đất rất là lớn, 100-200 hectare, chúng tôi vẫn làm cái chương trình này. Và chúng tôi cũng đã làm một mùa vừa rồi, thì bây giờ hiện tại cũng có một cái nguồn gạo rất là lớn ở chỗ Quy Nguyên đang bán cái gạo Jasmine á, là gạo mà được trung tâm SRS của Thụy Sĩ nó phân chất rồi là sạch rồi đó, bây giờ cũng đang có lưu hành. Thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình thứ hai là tất cả quý vị ở đây nên thông báo cho bà con, anh em, bè bạn của mình. Chúng tôi nói chỉ cần một người thông báo cho 10 người thôi. Thì quý vị sẽ gửi cái danh sách về đây cho chúng tôi, là ở nhà quý vị
một ngày sẽ ăn bao nhiêu gạo, một tuần sẽ là bao nhiêu, một tháng sẽ là bao nhiêu, và một tuần lễ quý vị tiêu thụ bao nhiêu rau củ gì, hiểu chưa? Thì chúng tôi sẽ có một cái hệ thống đi tới nhà giao cho quý vị. Một tháng gạo sẽ tới nhà của mình, rau sẽ tới nhà, khi tới là trả tiền, không bán chịu nha, giao trước là không bán chịu. Tới đâu là lấy tiền tới đó nha. Tại vì cái nguồn vốn này nó rất là hiếm, tôi phải vận dụng tất cả khả năng mình mới có nguồn vốn bao tiêu những cái sản phẩm này. Nên quý vị giúp chúng tôi là khi tới là quý vị trả tiền liền, và giá rất cạnh tranh so với thị trường. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là cái phân này, cái tiêu thụ nó thấp. Ví dụ như bình thường một người mà làm ruộng 1 hecta ở miền Tây á, thì tiền giống, tiền công chăm sóc, tiền phân, tiền cày xới, tiền dặm lúa cho tới thu gặt về tới nhà chúng ta thì từ 23 cho tới 25 triệu. Nhưng nếu làm theo chương trình này thì tốn nhiều nhất là 20 triệu. Có nghĩa là mỗi hecta sẽ được giảm cái chi phí khoảng 5 triệu. Mà mình tưởng tượng đất nước 1.000 hecta sẽ giảm 5 tỷ, mà hàng trăm ngàn hecta thì sẽ một mùa vụ sẽ là giảm kinh phí rất là lớn. Mà kinh phí đó giảm, nó còn lật ngược thêm một cái nữa là chúng ta có được một nguồn thực phẩm sạch. Thật ra là ở đây chúng tôi thông báo để quý vị bắt đầu chúng ta có một cái thông tin cá nhân, coi lại gia đình mình có ăn bao nhiêu gạo mỗi tháng. Nếu gạo cũ chúng ta dục qua đi, tại vì nó đã ô nhiễm rồi, ăn coi chừng bệnh thêm chứ không có lợi ích đâu, đừng có tiếc. Đó, thì kể từ bây giờ chúng ta đăng ký để chúng ta được ăn gạo sạch và rau củ sạch. Thì khi mà quý vị sẽ đăng ký với chúng tôi đầy đủ thông tin rồi, thì mỗi một cái vùng miền, mỗi vùng miền có khi là chúng tôi sẽ trồng ở mảnh đất gần nhà quý vị cũng không dừng nữa. À, thì như vậy là ai có đất rẫy thông báo ở cái vùng tỉnh nào có bao nhiêu đất rẫy trồng được cái gì, thì chúng tôi sẽ có người tới chỗ đó để tư vấn và cấp thuốc. Nếu quý vị muốn trồng cho vui, quý vị không muốn buông đồng ruộng ra mình muốn trồng, quý vị muốn không có muốn buông cái rẫy mình ra mình muốn trồng, thì mình có cái rẫy nương rẫy sạch, có thực phẩm sạch. Còn ai mà không có đất để trồng thì cái thông tin đó quý vị sẽ gửi về chúng tôi, là mỗi tháng gia đình tôi cần nhiều rạo, bao nhiêu thức ăn rau củ đó, thì chúng tôi sẽ lên một cái kế hoạch và chúng tôi sẽ thông báo là bắt đầu ngày nào cung cấp, là từ đó tới suốt đời quý vị ở nhà cũng có rau sạch và gạo sạch ăn. Đây là một cái chương trình nó tương đối lớn, và lớn ở đây không có nghĩa là làm giàu cho ai, mà lớn ở đây là quý vị gần như là người người nhà nhà đều được sử dụng thực phẩm sạch. Đó là cái chương trình mà chúng tôi sắp làm, và chúng tôi mong rằng là quý vị cũng nên có một cái ý thức thật sự rõ ràng về cái thực phẩm hiện giờ. Quá nguy hiểm rồi, chúng ta không có còn đường để chạy nữa. Đưa vô miệng là coi như dịch, nuốt qua cổ là bị nhiễm. Gần lên là chúng ta hết đường rồi. Không khí đang nhiễm, nước đang nhiễm, thực phẩm đang nhiễm là chúng ta không còn đường để thoát nữa. Thật ra là cái tâm nguyện của chúng tôi bây giờ gần như là nó cũng đã được nhen nhóm, có cái hướng để làm. Và chúng tôi cũng cộng tác với một số người cũng rất là nhiệt tình, họ sẵn sàng vào cuộc làm chuyện này. Thì nếu như quý Phật tử có nhà một mẫu ruộng, muốn có một cái mẫu ruộng sạch trong mùa này, mùa đông xuân còn mấy ngày nữa gieo, thì nên gấp rút liên hệ với chúng tôi sẽ đưa phân và chỉ kỹ thuật làm. Thì quý vị muốn làm để tự bán, tự ăn gì đó thì cái quyền của quý vị, chúng tôi chỉ hướng dẫn cái cách làm và cung cấp phân thôi. Đó là cái thứ nhất. Còn nếu như bây giờ quý vị làm mà ăn không hết, cần phải bán, tôi thu mua. Nhớ như vậy, có nghĩa là mỗi người chúng ta tự làm để mình tự ăn, mình phân phối cho bà con, cho làng xóm mình ăn, khi nào ăn hết bán ngược lại là phải thông báo trước, tức là tới lúc thu hoạch. Ví dụ như làm ruộng kỳ rồi, cái đồng của Gò Công đó là tôi xuống tới ngay cái lúc đang làm và gặt xong bao nhiêu tấn tôi trả tiền ngay tại chỗ, tôi mua liền tại chỗ đó. Đó thì vậy là coi như cái nguồn bao nhiêu chúng tôi cũng bao tiêu. Bao tiêu để chi? Để có những người không có ruộng, không có rẫy thì họ vẫn có rau sạch ăn. Thì chúng tôi thông báo để quý vị biết cái điều này. Chúng ta nên phải nói là chung tay góp sức để cải đổi cái nền nông nghiệp của nước nhà, chỗ chúng ta đang sống, không khí và môi trường chúng ta đang tiếp xúc từng ngày, và thậm chí thức ăn chúng ta ăn từng ngày. Chúng ta không lấy đâu để thoát ngoài cái chuyện mà chúng ta phải đi bằng con đường này. Và thực sự chúng tôi có cái nguồn phân sinh học rất lớn, rất lớn. Thật sự cái nấm mycorrhiza này á, thì hiện tại ở cái nhà sản xuất, sau khi cái kết quả mà nghiên cứu của hàng trăm nhà bác học,
thì vừa có kết quả thành công là nhốt được cái vi khuẩn Mycorrhiza ở trong nước, thì chính phủ Hoa Kỳ gần như họ mua. Và họ mua rồi họ âm thầm sản xuất, họ nói là họ sản xuất tới 50-70 năm nữa bung ra là toàn cầu xanh trở lại. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có Nhật, có Đức là hai nước đầu tiên nằm trong danh sách đó, là được lấy phần này để xài cho dân. Nước thứ ba mới vừa đăng ký được là Trung Quốc. Và thứ tư là Việt Nam, mà không phải là người dân ở Việt Nam đăng ký, mà người Việt Nam ở nước ngoài đã dùng tất cả cái uy tín của mình để lấy được cái loại nấm Mycorrhiza này rồi. Và chúng tôi có được cái duyên may là chúng tôi nhận trực tiếp từ cái nhà sản xuất này. Đây cũng là một cái duyên lành. Và nhà sản xuất này cũng đã về tới đây gặp tôi rồi, tức là ông chủ tịch tập đoàn của phân này đã về tới Việt Nam gặp trực tiếp chúng tôi. Thì chúng tôi đó được cái duyên có được cái nguồn phân này. Nói nấm Mycorrhiza sinh học này nó tụt xuống hạng thứ hai thì thế giới này không có ai dám xưng số một. Để thấy rằng nó là một cái gì đó, nó làm thay đổi toàn bộ cái độc nhiễm ở trong đất, trong tất cả loại thực phẩm. Nếu mà mình đủ nguồn lớn, nhà nhà đều sử dụng cái phân này là gần như đất nước chúng ta trong một thời gian rất ngắn là nó không còn bị ô nhiễm nữa. Thì đây là một cái chuyện mà rất lớn. Chúng tôi nghĩ là những người có mặt ở đây, chúng ta nên có trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình, với cuộc sống này. Bây giờ sẽ thấy rõ ràng là trách nhiệm mình cần phải ra tay và làm liền trong cái thời điểm này, là hưởng ứng bằng cách là quý vị tự trồng, không thì chúng ta đăng ký để mua, đăng ký để được sử dụng cái thực phẩm sạch này với chúng tôi. Thì quý vị thấy cái số điện thoại mà chúng tôi để ở dưới á, thì hoặc là lấy cái địa chỉ của chùa, mỗi người đều viết một lá thơ gửi tới chùa, điền đầy đủ cái nội dung là ví dụ như quý vị cần ăn gạo lứt, ví dụ một tháng là cần ăn bao nhiêu gạo lứt thì chúng tôi sẽ cung cấp gạo lứt, và quý vị cần ăn gạo trắng thì chúng tôi cung cấp gạo trắng, chứ không phải là cung cấp gạo lứt không. Nhưng mà thực sự thì gạo trắng nó không bổ bằng gạo lứt đâu. Cho nên tập ăn gạo lứt để cho nó bổ. Thì trước kia quý vị thử đi, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cái gạo mà bón phân sinh học rồi á, thì quý vị bình thường ăn 3 chén, bây giờ chúng ta có thể bớt 1 chén, ăn ký rau chúng ta sẽ bớt nửa ký, ví dụ vậy đi. Thì sau một thời gian quý vị đi kiểm tra máu, mình sẽ thấy rằng rõ ràng là mình đủ chất, tức là ăn ít mà vẫn đủ chất. Lý do là cái chất của rau củ cũng như của gạo nó đã được bồi bổ khi mà đã xịt phân sinh học này. Thì đây là những điều mà chúng tôi thấy rất là tuyệt vời. Và nếu như cái phước chúng ta có kể từ bây giờ, chúng ta nhận được một cái phước lành từ đâu không biết, nhưng mà bây giờ mình đã có nguồn này rồi đó. Thì nếu như mỗi tỉnh, ở đây nãy tôi thấy quá nhiều, từ Cà Mau, Bạc Liêu gì gần như có đủ, và miền Bắc, miền Trung chúng tôi thấy có đủ, cho nên chúng tôi phải thông báo trước. Cái này chúng tôi định tới cuối tháng mới thông báo. Thì quý vị nên, ai không có ruộng thì nên gửi cái nhu cầu là cần bao nhiêu gạo, cần bao nhiêu rau củ gì luôn, mình có thể lên danh sách luôn. Để chúng tôi có thể lên danh sách cái rau củ đó mà quý vị sẽ có được rau củ đúng như mình mong muốn ở tại nhà. Thì từ đây cho tới hết năm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp lại và tất cả những thông tin của quý vị chúng tôi sẽ thông báo trên nơi. Ví dụ như là tôi nhận được số điện thoại của quý vị rồi, thì tôi nhắn tin là ngày đó, tháng đó là sẽ có người, một là cung cấp tận nhà, hai là ví dụ như trong một cái xóm của quý vị chọn cho một người, thì cái này nó sẽ có giúp ích cho chúng tôi, là quý vị sẽ chọn cho một người ở đâu gần chợ hay là cái chỗ nào mà tiện lợi giao thông á, thì giống như là làm cái gì, cái mối đầu mối rồi đó, thì chúng tôi sẽ đem tới đó, rồi chính cái người đầu mối này sẽ phân phối tới quý vị, hoặc là quý vị tới cái chỗ mới đó quý vị lấy thì rất là tiện. Thì chúng tôi nên suy nghĩ là quý vị nên, mỗi một người nên lập một cái giống như một tổ, để mình có thể là một người giúp được 10 nhà là coi như chúng ta thành công. Cứ một người giúp được 10 người là coi như chúng ta thành công. Thành công ở đây là gì? Không phải là thành công cho tôi, nhưng mà thành công là quý vị sẽ không còn bị nhiễm bệnh nữa do sử dụng không có hậu thuốc trừ sâu trong thực phẩm. Thành công ở đây là gì? Đất chúng ta sẽ không còn bị nhiễm độc, nguồn nước chúng ta không còn bị nhiễm độc, và không khí chúng ta sẽ trong lành lại, để giúp cho đời mình và đời sau nó không còn có những cái bệnh tật như bây giờ. Đó là điều mà chúng tôi rất là mong mọi người sẽ chung tay để làm cho môi trường nó thêm sạch, và cái chỗ của chúng ta đang sống nó bắt đầu được cải đổi dần dần.
Rồi quý vị đăng ký mà để được nhận tại chỗ thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu đăng ký ha. Còn không thì bắt buộc phải lên tới chùa Long Hương hoặc tới công ty Quy Nguyên mua. Nếu mà quý vị không đăng ký thì nó không có cung cấp, thì sẽ chạy trong chương trình cung cấp chúng tôi là gần như các tỉnh. Thì chúng tôi mong rằng các tỉnh, nếu những vị nào có khả năng và muốn làm với chúng tôi thì nên chọn ra một nhóm. Mỗi tỉnh, mỗi huyện nên chọn ra một nhóm. Chúng tôi muốn là mỗi tỉnh đều có, mỗi huyện đều có, mỗi xã đều có, mỗi ấp, mỗi thôn đều có. À, như vậy là tôi nghĩ là không lâu. Đây là chuyện thì nói như là trong mơ, nhưng mà nó không khó để thực hiện. Nếu chúng ta quyết tâm bây giờ chúng ta không ăn gạo, phân hóa học, thuốc trừ sâu nữa là coi như chúng ta sẽ làm được. Và điều này nó không còn là mơ màng nữa mà chúng tôi đang làm. Thì trong cái mùa này nè, chúng tôi đang kết nối để làm một số miếng đất tương đối lớn ở An Giang, ở Đồng Tháp cũng có gần hàng ngàn hecta lận. 1.000 hecta thì nó có khoảng 6.000 tấn lúa cho mùa vụ, tức là sau rằm tháng Giêng là cái nguồn lúa chúng tôi rất là lớn và sạch. Thì đó đảm bảo là một cái trung tâm mà phân chất uy tín nhất thế giới là SRS. SRS nó công nhận sạch rồi, khắp thế giới này không ai dám có thể đụng vô nói nó là dơ được. Đó, thì như vậy là hôm nay chúng tôi thông báo để cho quý vị nên có cái suy nghĩ lại là chúng ta cần cộng tác. Quý vị muốn cộng tác kiểu nào cũng được. Chúng tôi tới hướng dẫn để trồng tại chỗ cũng được. Quý vị đăng ký để mua cũng được. Quý vị đăng ký làm đại lý, làm cái chỗ phân phối cũng được. Tất cả những cái này đều được hết. Thì đó là cái mà chúng tôi cũng mong là quý vị nên làm từ bây giờ cùng với chúng tôi. Tại vì nhìn thấy một người mà quải cái bình thuốc độc để đi xịt lên cây trái thì nó là một cái nỗi đau của mình. Một bình thuốc đó có thể gây nhiễm độc, gây bệnh hoạn hàng trăm, hàng ngàn người. Và dân chúng ta cũng vì cái quyền lợi và không có cơ hội. Nói không hiểu biết là không đúng. Tại vì rất là nhiều người nông dân ở Đồng Tháp khi chúng tôi xuống làm việc á, thì tôi hỏi vừa giỡn, nhưng mà thật sự là hỏi thiệt. Hỏi bà trồng lúa và cái dám ăn không? Nó không đâu đây. Hỏi rồi ăn đâu, tôi mua của thằng kia nó làm sạch rồi. Có nghĩa là bản thân người trồng lúa không dám ăn. Có mấy ông làm xoài, mấy ông làm trái cây, tôi hỏi mấy ông trồng về mấy ông dám ăn không? Nếu không tôi đóng gói đi hết rồi. Hỏi rồi ăn cái gì? Nó tôi để dành 2 cây ở đằng sau kìa. 2 cây đó không xịt thuốc để dành ăn. Còn như là bán cho thiên hạ ăn. Thì đó là những cái điều mà không phải người nông dân chúng ta không biết. Nhưng mà vì cái nguồn lợi kinh tế. Nhưng mà có một điều là cái phân này nó không làm mất đi cái năng suất. Thứ nhất là nó sẽ rẻ tiền khi đầu tư. Và thứ hai là năng suất nó ngang. Và nếu như các vị mà cộng tác với chúng tôi được nhiều mùa, ví dụ như đất quý vị làm mùa thứ nhất, mùa thứ hai, mùa thứ ba là gần như đất đã sạch rồi, thì lúc đó chúng tôi bước thêm một bước nữa là chúng tôi xin giấy để cấp cái gạo organic. Gạo organic là phải có giống sạch, phải có đất sạch, phải có nước sạch và có phân sạch. 4 cái chuẩn sạch này thì thế giới họ sẽ cấp cái giấy organic cho cái gạo của mình. Và cái gạo mình được cấp giấy organic rồi thì từ 1 đồng nó sẽ lên tới 4 đồng. Thay vì bây giờ 1 ký lúa là 5 ngàn thì mai mốt mình sẽ bán 15 và 20 ngàn 1 ký lúa. Thì như vậy là nông sản chúng ta bắt đầu có giá trị. Nói về lâu về dài, càng về lâu chừng nào thì cái ngành nông nghiệp chúng ta càng có giá trị chừng đó. Và giá trị hơn là gì? Là chúng ta càng về lâu chúng ta càng khỏe, không còn bệnh, không có sợ bệnh, không còn sợ bị nhiễm độc do thức ăn nữa. Thì đó là cái mà chúng tôi nghĩ là mọi người nên có trách nhiệm với cái chuyện này của chính bản thân mình, của gia đình và của dòng họ mình và của cả thế hệ tương lai về sau nữa. Đó, cho nên là chúng tôi thông báo. Quý vị cứ viết để lại đây cũng được. Trước khi về quý vị cũng có thể viết để là thông tin cũng được. Là mình cần ăn bao nhiêu gạo trong mỗi tháng, cần ăn bao nhiêu rau củ trong mỗi tháng nếu người nào không có đất để trồng. Còn người nào có đất để trồng, có nhu cầu để được cung cấp phân sạch và kỹ thuật sử dụng phân này thì cũng viết thông tin để lại đây. Và chúng tôi sẽ có người tới nơi để làm. Hoặc là quý vị giờ có miếng đất lớn quá, quý vị không có khả năng làm thì thông báo với chúng tôi sẽ tới tiếp nhận miếng đất đó để làm. Thì phân chúng tôi làm, kỹ thuật chúng tôi đưa ra và nhân công cũng có khi là chúng tôi có. Và như vậy thì mỗi một mùa quý vị sẽ được thu lợi gì? Nếu bây giờ tôi đưa miếng đất cho thầy làm thì tôi thu lợi gì? Ví dụ bây giờ một mẫu đất ruộng. Mẫu đất ruộng thì bây giờ là quý vị sẽ trồng
Thì mùa này chúng ta được 5 tấn. Ví dụ như được 5 tấn, 1 ký thì chúng ta bán được 6.000, 5 tấn chúng ta được 30 triệu. Thì 30 triệu đó nếu mà trừ cái tiền công, tiền phân, tiền giống ra còn bao nhiêu thì quý vị sẽ có được số tiền đó, hiểu không? Ví dụ như bây giờ tiền phân, tiền giống, tiền công, tiền tất cả các cái quý vị không có đụng gì tới hết, chỉ có miếng đất thôi quý vị không đụng tay tới, thì cuối vụ nó có 7 tấn. 7 tấn là coi như được 7 lần 6, 42 triệu. 42 triệu là trừ tiền phân, tiền công này nọ ra được 20 triệu thì quý vị sẽ còn được 20 triệu trong tay, nếu chúng ta có đất mà chúng ta không làm. Đó thì vậy là tùy cái tính của quý vị muốn gọi là hợp tác với chúng tôi theo cái kiểu gì. Hợp tác kiểu gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng kiểu đó, để quý vị thấy rằng là ở đây là người thật, việc thật, làm việc thật, chứ không phải nói chuyện mộng mơ nữa. Thì chúng ta có nguồn lực rồi thì mong là mọi người sẽ bắt tay liền. Có người đã gieo hạt rồi, có người chưa gieo trong ruộng đồng. Còn rau củ thì bây giờ tới Tết là ở xứ mình được trồng thoải mái, miền nào cũng có thể được trồng rau củ sạch hết. Thì nếu quý vị bắt đầu ứng dụng thì chúng ta sẽ làm. Chứ tôi nghĩ là hồi nãy là chúng ta thấy quá nhiều tỉnh trong buổi live này, chúng ta thấy nhiều nơi quá, chúng tôi cũng nên thông báo, thì quý vị cũng nên thông báo cho bà con người quen của mình nên hưởng ứng cái phong trào này một cách mà thiết thực nhất. Đây không phải là lý thuyết nữa mà chúng ta phải bắt đầu hành động để gìn giữ sức khỏe cho cộng đồng, cho bản thân mình. Đó thì cuối lời cũng mong rằng là quý vị sẽ hiểu được cái giá trị của cái nguồn rau củ sạch, thực phẩm sạch cũng như là phân sạch này, để chúng ta bắt tay cùng nhau để chúng ta sửa đổi lại cái nền nông nghiệp của mình. Nó quá ô nhiễm rồi, ô nhiễm đến mức mà cảnh báo thực sự luôn á, chứ không có còn gì nữa. Cho nên là chúng ta phải làm được. Trước mắt là dân chúng ta tại chỗ, người người nhà nhà đều ăn được thực phẩm sạch, đó là cái mơ ước của mình. Và chúng tôi mong rằng mọi người sẽ đồng cảm tới cái việc này để chúng ta bắt đầu làm ha. Thì quý vị nếu mà thấy được cái việc này cần thì quý vị nên để lại thông tin nhé. Để lại thông tin, quý vị viết một tờ giấy gửi nhà khách, hoặc là xuống gặp ban thư ký quý thầy đó ghi lại. Quý vị cần cái kiểu gì, cần ăn gạo sạch, cần ăn rau sạch, hay là cần cộng tác để làm trên miếng đất nhà của mình, hoặc là muốn làm cái kiểu gì đó, thì để lại thông tin thì chúng ta rà lại, tôi rà ra thông tin đó để chúng tôi cập nhật là sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu mà quý vị muốn, để làm sao mà mỗi người chúng ta có mặt ở đây cũng như là bà con quý phụ của mình sẽ được sử dụng cái thực phẩm sạch. Đó là một cái điều mà chúng tôi thấy là đây cũng là cái việc phúc có lợi cho mình, có lợi cho người. Đó là cái phước của mình trong cái ngày hôm nay. Thì rất mong là mọi người sẽ hưởng ứng được cái chương trình này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọt bùi đủ để yêu thương, ôi nhân gian sao lắm màu muôn vẻ, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vì ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rạng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian, ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn.
ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rạng nghìn thu. Sao lắm mau muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miễn phiền, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rạng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế,